Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Lê Hữu Trung Vlog Và sau đây chúng tôi xin được cập nhật cái bảng giá mới nhất của giá vàng trong nước vào ngày hôm nay, ngày 7 tháng 9 năm 2020 như sau Tại Doji Hà Nội, giá mua vào là 56 triệu đồng trên một lượng Giá bán ra là 56 triệu 700 ngàn đồng trên một lượng Tại Doji Sài Gòn, giá mua vào là 56 triệu đồng trên một lượng và giá bán ra là 56,700 ngàn đồng trên một lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu, giá mua vào là 56.000 đồng trên một lượng và và có chiều giảm 100.000 đồng trên một lượng so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Giá bán ra là 56 triệu 650.000 đồng trên một lượng và giảm 50.000 đồng trên một lượng. Tại Asimbank, giá mua vào là 55 triệu 800.000 đồng trên một lượng tại SM Bank thì giá mua vào tăng 50.000 đồng trên một lượng. Giá bán ra là 56 triệu 400.000 đồng trên một lượng và giảm 50.000 đồng trên một lượng. Tại Mát Bank có giá mua vào là 55 triệu 300.000 đồng trên một lượng, giảm 50.000 đồng trên một lượng. Giá bán ra là 56 triệu 900.000 đồng trên một lượng và giá bán ra có chiều tăng 50.000 đồng trên một lượng. Tại Phú Quý SGC có giá mua vào là 56 triệu đồng cho một lượng giảm 50.000 đồng cho một lượng giá bán ra là 56 triệu 700.000 đồng cho một lượng và giảm 500 giảm 50.000 đồng cho một lượng tại Việt tin băng gold có giá mua vào là 55 triệu 850.000 đồng cho một lượng tăng 100.000 đồng cho một lượng giá bán ra là 56 triệu 770.000 đồng cho một lượng và cũng tăng 50.000 đồng cho một lượng tại SJC thành phố Hồ Chí Minh có giá mua vào là 55 triệu 850 000 đồng trên một lượng tăng 100 000 đồng trên một lượng giá bán ra là 56 triệu 750 000 đồng trên một lượng tăng 50 000 đồng trên một lượng tại SJC Hà Nội giá mua vào là 55 triệu 850 000 đồng trên một lượng và tăng 100 000 đồng trên một lượng giá bán ra là 56 triệu 770 000 đồng và tăng 50 000 đồng trên một lượng tại SGC Đà Nẵng có giá mua vào là 55 triệu 850 ngàn đồng và tăng 100 ngàn đồng trên một lượng. Giá bán ra là 56 triệu 770 ngàn đồng, tăng 50 ngàn đồng trên một lượng. Tại PNG thành phố Hồ Chí Minh có giá mua vào là 54.080.000 đồng trên một lượng và giá bán ra là 54.580.000 đồng trên một lượng. Tại PNG Hà Nội có giá mua vào là 54 triệu 080 ngàn đồng trên một lượng và giá bán ra là 54 triệu 580 ngàn đồng trên một lượng Vâng và giá vàng hôm nay tăng nhẹ nhưng vẫn cách ngưỡng an toàn à, 2000 USD khá xa khá là xa thì tại thời điểm 8 30 theo giờ Việt Nam giá vàng thế giới đứng ở mức là 1938 USD trên một ounce tăng 4 USD trên một ounce sơ so với chốt phiên tuần qua giá vàng thế giới tăng khá chậm thể hiện tâm lý thận trọng của giới đầu tư thực tế các nhân tố rủi ro trên thị trường đã giảm bớt khiến nhu cầu với vàng bị hạn chế. Các nhà đầu tư đổ xô vào chứng khoán và các tài sản rủi ro hơn, đồng thời đồng USD tăng, làm giá vàng trở lại và khiến giá vàng khó bứt phá. Vậy vàng có thể giảm xuống dưới 1.900 USD hay không? Không loại trừ khả năng này, nhưng chuyên gia phân tích chiến lược hàng hóa của TD Security Palace cho rằng giá vàng có sẽ khá ổn định và có xu hướng tăng lên hơn là giảm đi. Dù tâm lý thị trường đang thận trọng hơn khi vàng không thể vượt quá 2.000 USD trên một ounce, sơ, một số nhà phân tích lại cho rằng bất kỳ sự sụt giảm nào tiếp theo sẽ đều được coi là cơ hội mua vào. Giá của kim loại quý đã tăng hơn 25% trong năm nay trên thị trường toàn cầu nhờ chính sách tiền tệ lỏng lẻo đặc biệt của Fed và nhu cầu về nơi trú ẩn an toàn khi dịch Covid-19 tàn phá nền kinh tế toàn cầu. Không ít nhà phân tích cho rằng lập trường siêu siêu thích ứng của Fed kỳ này sẽ giữ cho giá vàng được hỗ trợ ở mức thấp nhất. Và tại thị trường trong nước, sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào và bán ra ở mức 55,85 đến 56,75 triệu đồng trên một lượng, tăng 100.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và 30.000 đồng trên một lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên tuần qua. Vàng Doji niêm yết giá ở mức 56 đến 56,7 triệu đồng trên một lượng, tăng 100.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào so với phiên hôm qua. Phu quý SJC niêm yết giá vàng ở mức 55,9 đến 56,7 triệu đồng trên một lượng. Tăng 100.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào so với phiên hôm qua. Phu quý SJC niêm yết giá vàng ở mức 55,9 đến 56,7 triệu đồng trên một lượng, giảm 100.000 đồng trên một lượng chiều mua vào so với chốt phiên gần nhất. Nhận định về dài hạn, chuyên gia Augen Weibert cho rằng thị trường có rất nhiều thứ để tiêu hóa sau một loạt các chính sách mới. Bởi vậy, giai đoạn hợp nhất này có thể kéo dài trong một thời gian dài hơn nữa mà không ảnh hưởng đến xu hướng dài hạn nói chung. Cũng có quan điểm này, chiến lược gia Adam Burton của forexline.com cho biết ông hy vọng giá vàng sẽ tiếp tục được củng cố khi thị trường đón nhận thông tin tốt từ thị trường lao động Mỹ, tỷ lệ thất nghiệp giảm, khả năng phép đưa ra quyết định mới trong tháng này, nhiều khả năng đây sẽ là những yếu tố trợ lực cho giá vàng. Ngay bây giờ vị thế USD giao dịch đang mạnh nhất trên thị trường và có lẽ sẽ không mất nhiều thời gian để ép mốc giá đó lên vị trí cao hơn nữa. Giám đốc điều hành của RBC, Google Gero nhận định. Tuy nhiên, Gero nói rằng ông vẫn lạc quan về vàng trong thời gian tới vì sự không chắc chắn xu hướng ngày càng tăng của thị trường có thể đẩy kim loại quý và USD đi song song. Trick Vecchio, chiến lược gia tiền tệ cao cấp tại dailyfx.com tin các điểm neo cơ bản trên thị trường vàng vẫn còn mạnh mẽ. Vì thế, về dài hạn, xu hướng tăng giá vẫn là chủ yếu chuyên gia Taiwan, người đứng đầu mạng phái sinh kim loại tại công ty môi giới BMO, phân tích với Reuters mối tương quan của vàng với USD đã được nâng cao hơn, đặc biệt là trong vài tuần qua khi thị trường vàng đang bị đè nặng bởi sự bật lên của đồng bạc xanh sau báo cáo về tỷ lệ thất nghiệp. Việc vàng không vượt quá mức 2.000 USD trên một ô sơ như kỳ vọng trước đó sẽ sự sụt giảm và sự sụt giảm trong tuần này đã gây ra sự thoái lui mạnh mẽ đối với tất cả các kim loại quý. Chuyên gia này cho rằng giá vàng có thể dao động trong phạm vi từ 1.900 USD đến 2.000 USD trên một ao sơ trong năm nay. Tuy nhiên, ngày 5 tháng 8, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed Jerome Powell cho rằng báo cáo việc làm tháng 8 là một báo cáo tốt nhưng chắc lại rằng Fed đã giữ chính sách tiền tệ cực kỳ phù hợp trong nhiều năm để hỗ trợ phục hồi sau cuộc khủng hoảng và suy thoái do đại dịch COVID-19 gây ra. Kim loại màu vàng đã tăng hơn 25% trong năm nay trên thị trường toàn cầu nhờ chính sách tiền tệ lỏng lẻo đặc biệt của Fed và nhu cầu về nơi trú ẩn an toàn khi dịch COVID-19 tàn phá nền kinh tế toàn cầu không ít nhà phân tích cho rằng lập trường siêu thích ứng của Fed kỳ này sẽ giữ cho vàng được hỗ trợ ở mức thấp nhất.